quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cà Phê Tech, một chương trình loan tỏa những điều đổi mới tốt đẹp trong công nghệ và hướng đến cuộc sống tương lai. Thưa quý vị, hiện tại thì chiếc du thuyền lớn nhất và đồ sộ nhất châu Á Spectrum of the Sea đã chính thức cập cảng Phú Mỹ, thành phố Vũng Tàu, Việt Nam. Và mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau khởi động một số phát sóng Cà Phê Tech một cách đầy thú vị cùng với một vòng trải nghiệm chiếc du thuyền này nhé. Tiếp nối điểm dừng chân tại Nha Trang, siêu du thuyền Spectrum of the Sea cùng hơn 4.000 du khách đã cập cảng Phú Mỹ, thành phố Vũng Tàu. Được biết, đây là lần thứ 3 du thuyền nằm trong top 10 tàu du lịch lớn nhất thế giới này dừng chân tại Việt Nam và là lần thứ 2 cập bến tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tại đây, khi cập bến, các du khách quốc tế sẽ được khám phá các điểm tham quan lân cận, trải nghiệm các chuyến tham quan bờ biển như viếng thăm các ngôi chùa Phật giáo, tham quan vịnh thuyền và thưởng thức các chuyến tham quan có hướng dẫn viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Được xem là du thuyền cao cấp lớn nhất đang vận hành ở châu Á, Spectrum of the Sea đồ sộ với 16 tầng và hơn 2.000 phòng, có thể phục vụ tối đa hơn 5.600 khách. Trên du thuyền còn được trang bị nhiều tiện ích như loạt cửa hàng mua sắm, rạp chiếu phim, spa, nhà hát có sức chứa 1.300 người, cũng như 25 nhà hàng đa dạng văn hóa ẩm thực. Tôi đã rất hào hứng khi đến với đất nước của bạn. Ở đây rất đẹp và không khí thật trong lành. Tôi sẽ trải nghiệm cũng như khám phá những nền văn hóa của nước bạn và mong rằng tôi sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời tại đây. Thưa quý vị, hiện tại thì Ý Nhi đang ở khuôn viên hoạt động ngoài trời của Spectrum of Sea. Như quý vị thấy bên đây, đây là khu vực mà chúng ta có thể chơi một số những cái trò chơi hoạt động ngoài trời dưới nước nè. Và đặc biệt, quý vị có nhìn thấy trên không ạ? Đây là khu vực cho đài quan sát. Ở đây thì các du khách có thể trải nghiệm cũng như là tận hưởng tất tần tật những cái trải nghiệm thú vị nhất cùng với không gian biển và trời. Ấn tượng nhất đối với những du khách lần đầu tiên đặt chân lên du thuyền này chính là hàng loạt những hoạt động giải trí trải nghiệm ngoài trời. Trong đó, đài quan sát cao hơn 100m so với mực nước biển tại đây mang tên Sao Bắt Đẩu đã thực sự mang đến cho nhiều du khách những trải nghiệm khó quên. Nhân dịp sự kiện chào mừng Spectrum of the Sea cập bến cảng Phú Mỹ, thành phố Vũng Tàu, tàu đã tiếp đón sự tham dự của Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tại sự kiện, đại diện Royal Caribbean International khu vực châu Á, Thái Bình Dương và thuyền trưởng người châu Á đã bày tỏ niềm hứng khởi lẫn kỳ vọng khi nhận được nhiều sự hỗ trợ từ tỉnh nhằm mở ra nhiều cơ hội trải nghiệm hơn cho du khách khi đến với tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Việt Nam là một điểm đến du lịch nổi tiếng đối với du khách Singapore cũng như là du khách từ khắp nơi trên thế giới. Do đó, chúng tôi rất vui mừng khi được kỷ niệm chuyến hành trình tới cảng Phú Mỹ ngày hôm nay trên chiếc du thuyền cùng với các đối tác chính phủ và ngành du lịch. Sự kiện này cũng trùng với dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ mà chúng tôi vô cùng trân trọng. Trong hơn 10 năm làm việc tại Royal Caribbean, thì tôi đã có rất nhiều dịp để tham quan nhiều nơi trên thế giới. Nhưng mỗi lần đến với Việt Nam lại mang cho tôi nhiều cảm xúc vì văn hóa ở đây rất đặc biệt, đồng thời có rất nhiều cảnh đẹp để chiêm ngưỡng. Rất nhiều hành khách đã chia sẻ với tôi rằng họ rất phấn khích khi đến Việt Nam để khám phá thiên nhiên tươi đẹp ở đây. Theo đó, đại diện Royal Caribbean International cũng đã chia sẻ kỳ vọng về việc triển khai tăng cường trạm dừng chân, trải nghiệm những cảng biển du lịch tiềm năng của Việt Nam trong những lộ trình tiếp theo của tàu. Thưa quý vị, và đó là một vài những trải nghiệm thú vị của Cà Phê Tech trên chiếc du thuyền lớn nhất châu Á, Spectrum of the Sea. Và để tiếp nối chương trình, mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài những thông tin công nghệ đáng chú ý trong tuần vừa qua cùng với chuyên mục Cà Phê Điểm Tin. Với chủ đề Tuổi trẻ sáng tạo bảo vệ môi trường, hội thi sáng tạo robot dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở năm 2023 do Ủy ban Nhân dân quận 11 phối hợp cùng Học viện Sáng tạo Công nghệ Techi tổ chức đã để lại cho các bạn học sinh nhiều kỷ niệm khi có một ngày thi đấu kịch tính và bổ ích. Hội thi được chia làm hai bảng với 6 đội tham gia. Thông qua cuộc thi, các bạn học sinh đã hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và ứng dụng công nghệ robot để đưa ra các giải pháp xử lý các vấn nạn về môi trường. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa đọc quận 11 do Ủy ban Nhân dân quận 11 tổ chức nhằm đẩy mạnh việc phát triển văn hóa đọc từ thư viện quận cũng như các hệ thống thư viện của cơ sở đào tạo, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Bên cạnh đó, Ngày hội cũng trang bị thêm cho các bạn học sinh các kiến thức an toàn trên không gian mạng để bảo vệ bản thân thông qua chương trình tập huấn với chủ đề Mạng xã hội an toàn dành cho học sinh, với những chia sẻ đầy thiết thực từ các chuyên gia. Các bạn học sinh đã có một ngày vừa học vừa chơi đầy bổ ích và thú vị tại ngày hội trước thềm năm học mới.
Tiếp nối thành công từ các sản phẩm tiền nhiệm, Realme Technology, thương hiệu sáng tạo thiết bị gia dụng thông minh, đã cho ra mắt hai dòng sản phẩm Robo hút bụi Realme Bot L20 Ultra và máy hút bụi cầm tay Realme H12 Duo với những cải tiến mới cùng nhiều tính năng vượt trội. Sở hữu thiết kế gọn gàng, tinh tế, Realme Bot L20 Ultra và Realme H12 Duo có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu người dùng, đem lại cho người dùng những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, sự kiện còn có sự tham dự của các blogger công nghệ, cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm, kiến thức hữu ích khi sử dụng các thiết bị công nghệ, giúp cuộc sống trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Sau những dấu ấn đã để lại trên thị trường toàn cầu nói chung với nhiều chiến dịch truyền thông và quảng cáo thành công dựa vào sức sáng tạo kết hợp ứng dụng những công nghệ mới, TNA OGV vừa qua đã chính thức giới thiệu Top One Studio, giải pháp trọn gói cho các nhãn hàng và nhà sáng tạo creator. Giải pháp được hình thành với kỳ vọng trở thành trung tâm sáng tạo cho các nhà sáng tạo của OGV ở châu Á. Đây là thời điểm mà chúng tôi gọi là chín muồi. Đây là một quá trình mà chúng tôi đã chuẩn bị 3 năm qua. Kể từ trước khi có đại dịch, Creator là một giải pháp mà TNA OGV cung cấp ở trên thị trường rất nhiều năm nay. Và 3 năm trở lại đây chúng tôi đóng gói lại, chỉnh sửa nó, nâng cấp lên trở thành một gói giải pháp toàn diện được đặt tên là Top One Studio. Tiếp nối sự kiện trên, Top One Studio cũng đã triển khai các hoạt động trải nghiệm với Vital Influencer và hai buổi thảo luận về tương lai của ngành công nghiệp sáng tạo và vai trò của các nhà sáng tạo, nhằm chia sẻ các kiến thức hữu ích cho các bạn trẻ có niềm yêu thích với xây dựng nội dung trên các nền tảng, cũng như những người đang làm việc trong ngành truyền thông quảng cáo. Nhằm đồng hành cùng các đối tác chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, cũng như đem đến cho người tiêu dùng thêm nhiều sản phẩm chất lượng đáng tin cậy. Hội nghị khách hàng Lipo Vital 2023 khu vực Bắc Trung Bộ do công ty trách nhiệm hữu hạn Taiso Việt Nam thực hiện đã diễn ra tại tỉnh Quảng Bình với thông điệp chuyển đổi để thành công. Sự kiện quy tụ sự tham dự của đại diện Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình, các nhà phân phối, các đại lý kinh doanh hàng tiêu dùng tại khu vực miền Bắc Trung Bộ. Một trong những nội dung chính của hội nghị lần này là tổng kết chương trình chốt hàng trúng xe sang. Chương trình đã thu hút hàng ngàn đại lý, cửa hàng bán lẻ tham gia với gần 30.000 đơn đặt hàng. Công ty dược phẩm Taiso là công ty phát triển và bán các loại thuốc không kê đơn OTC hàng đầu Nhật Bản và đứng thứ hai trên thế giới. Kể từ khi thành lập vào năm 1912 cho tới nay, công ty chúng tôi vẫn không ngừng nghiên cứu, phát triển, sản xuất và cung ứng ra thị trường những sản phẩm chất lượng. Tiếp nối hoạt động trên, Taiso Việt Nam hiện đã và đang thực hiện những chiến lược thích ứng linh hoạt với sự biến động của thị trường, cũng như nỗ lực giữ vững giá trị cốt lõi và sứ mệnh là gắn bó và tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng địa phương nói riêng và người tiêu dùng Việt Nam nói chung. Trong 2 ngày diễn ra triển lãm quốc tế thủy sản VietFish 2023 với chủ đề Điểm đến kết nối chất lượng, khu vực gian hàng trưng bày của công ty trách nhiệm hữu hạn Tứ Hải đã thu hút nhiều người tham dự trong và ngoài nước bởi sự đa dạng từ các sản phẩm thủy hải sản xuất khẩu đã qua chế biến đến các dịch vụ nhà hàng khách sạn, khu du lịch sinh thái, bất động sản. Với diện tích nhà máy đông lạnh 120.000 m², với hơn 700 nhân viên, Tứ Hải sau hơn 30 năm đã dần tạo nên dấu ấn tích cực trên thị trường Việt Nam cũng như quốc tế. Trong đó, sản phẩm xuất khẩu cá đục của Tứ Hải được đánh giá là sản phẩm cá đục hàng đầu Việt Nam khi đã chinh phục thị trường Nhật Bản, một trong những thị trường khó tính nhất. Tứ Hải là một công ty chuyên xuất khẩu về thủy sản. Nhưng tham gia triển lãm lần này là Tứ Hải quảng bá rộng rãi cái những sản phẩm mà Tứ Hải đang có ưu thế trên thị trường thế giới. Và Tứ Hải có tham gia cái triển lãm lần này là nhằm quảng bá toàn bộ cái sản phẩm của Tứ Hải, cái thế mạnh của Tứ Hải để có thể sau này là cung cấp thêm thị trường của Việt Nam. Bởi vì thị trường Việt Nam hiện nay với số dân là khoảng 100 triệu dân, thế nên là cái mức độ tiêu thụ thủy sản là cũng là rất mạnh. Với đội ngũ nhân sự trẻ, trình độ cao, nhiệt tình, sáng tạo, cùng sự hậu thuẫn của các chuyên gia hàng đầu châu Á, châu Âu, Tứ Hải đã và đang thể hiện quyết tâm trở thành nhà cung cấp thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam. Thưa quý vị, và những trải nghiệm công nghệ sẽ không dừng lại ở đó. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo. Vậy là sau ngày công bố điểm chuẩn thì các sĩ tử đã chính thức trở thành tân sinh viên của các trường đại học cũng như là các trường cao đẳng rồi.
Và chắc hẳn hiện tại là các bạn đang rất vui mừng cũng như xen kẽ một chút lo lắng về cuộc sống sinh viên sau này đúng không ạ? Và hiện tại thì Cafe Tech sẽ chia sẻ cho các bạn một số mẹo nhỏ của một số lưu ý về những vấn đề như là thuê phòng trọ nè, cách di chuyển nè, hay là mua sắm thiết bị học tập nha. Đối với các bạn sinh viên sống xa nhà thì điều đầu tiên quan trọng nhất đó chính là thuê phòng trọ đúng không nào? Và Cafe Tech sẽ có một số lưu ý dành cho các bạn. Đầu tiên đó chính là các bạn nên chọn địa điểm thuê phòng trọ gần cơ sở chính nè, hoặc là nằm giữa các cơ sở để thuận tiện cho việc di chuyển. Và các bạn nên lên trang web trường cũng như là hội sinh viên để tìm hiểu về cơ sở mà mình sẽ học. Bởi vì hiện tại nhiều trường đại học sẽ có nhiều cơ sở khác nhau và mỗi cơ sở sẽ là liên quan đến một ngành, nên là các bạn hãy chọn địa điểm gần nhất để thuận tiện cho việc di chuyển nha. Thứ hai đó chính là về vấn đề an ninh. Các bạn có thể lên mạng tham gia những cái group nè, cũng như hội nhóm về từng khu để tìm hiểu về tình hình an ninh. Và mình có một số gợi ý cho các bạn là các bạn nên thuê gần khu đông dân cư nha, để an toàn cho các bạn đó. Và Cafe Tech có một số lưu ý dành cho các bạn, đó chính là thuê phòng trọ dù là đặt cọc hay là thuê chính thức thì các bạn cũng nên ký hợp đồng. Và đặc biệt nhớ là chúng ta hãy nên thuê chính chủ, hạn chế thuê qua trung gian để tránh những rủi ro không đáng có nha. Chọn được chỗ ở rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cách làm sao để có thể di chuyển đến trường thuận tiện nhất nha. Hiện tại thì rất là nhiều trường học đều đã có những cái chuyến xe bus để đưa đón sinh viên đến trường miễn phí. Vậy cho nên các bạn chỉ cần lên trang web của trường hoặc là liên hệ với phòng công tác sinh viên để được hỗ trợ đăng ký nha. Còn nếu như mà trường của bạn không có những cái chuyến xe bus này thì các bạn cũng hoàn toàn có thể tải cái app này về để tìm hiểu về những cái lộ trình nè, những cái tuyến xe bus cũng như là biết được cái thời gian di chuyển cụ thể của những cái chuyến xe bus này. Đối với những bạn mà có một chút kinh tế và cũng muốn thuận tiện hơn trong việc di chuyển thì các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc đến việc là mua xe máy hoặc là lựa chọn mua những cái loại xe máy đã qua sử dụng ở tại những cái cửa hàng đại lý nè, hay là lên các app, các trang web mà chuyên bán xe máy. Nhưng mà nếu như mà các bạn lựa chọn mua xe máy đã qua sử dụng thì có hai điều sau đây các bạn cần chú ý. Đầu tiên là các bạn chỉ nên mua những cái xe nào mà có thể sang tên được thôi nha, để tránh những cái rủi ro không đáng có. Và thứ hai là các bạn nên kiểm tra thật kỹ cái tình trạng của xe. Nếu như mà các bạn không rành thì các bạn có thể nhờ những cái người chủ á, họ đi cùng mình đến những cái đại lý của hãng để nhờ những cái anh nhân viên kỹ thuật ở đây họ kiểm tra xe giùm cho mình. Còn đối với những bạn nào mà các bạn đã có sẵn phương tiện di chuyển rồi thì các bạn chỉ cần quan tâm đến thời gian di chuyển thôi. Tại vì là trong những cái giờ cao điểm thì rất là dễ bị kẹt xe. Các bạn có thể sử dụng một số những cái app này để có cho mình những cái lộ trình cũng như là có những cái tuyến đường đi thông thoáng nhất để đến trường nha. Còn đối với các thiết bị học tập sẽ theo các bạn 4 năm như là laptop, điện thoại, máy tính bảng hay là máy chụp hình tùy vào từng ngành. Chúng ta sẽ có những lưu ý sau. Đối với những máy mới thì hiện tại đang trong mùa nhập học nên là các bạn sinh viên, học sinh sẽ được giảm giá rất là nhiều khi mà các hãng tung ra rất nhiều ưu đãi. Nên là dù mua trực tuyến hay là mua trực tiếp, các bạn cũng nên mang theo thẻ sinh viên để chúng ta có được ưu đãi giá tốt nhất nha. Đối với các thiết bị công nghệ cũ, những máy đã qua sử dụng thì chúng ta cần có những lưu ý sau. Đầu tiên đó chính là chọn những nơi uy tín. Đối với laptop thì chúng ta cần kiểm tra đó chính là ngoại hình nè, màn hình. Và chúng ta nên cần mở thử các ứng dụng mà chúng ta xài trong tương lai để coi con máy có chạy mượt không nha. Còn đối với những ngành cần camera thì sao? Đầu tiên các bạn cần phải xem ngoại hình của máy. Tiếp đến đó chính là các nút bấm có bị lờn hay không, và các điểm mảnh trên sensor có bị chết nhiều hay không, và thêm nữa là màn hình đã bị đen viền hay chưa. Và đặc biệt một điều các bạn cần phải lưu ý, đó chính là không bao giờ được tin vào số sót của người bán nha. Và nếu các bạn muốn biết thêm về các mẹo nhỏ cũng như những lưu ý khi mà mua thiết bị công nghệ cũ, có thể quét mã QR này nha, và theo dõi chuỗi mini show Đáng Tiền Đáng Mua của Cafe Tech nha. Chắc hẳn là các bạn sinh viên khi mà lên đại học thì đều muốn tìm cho mình những cái công việc làm thêm để có thể phụ giúp gia đình trang trải kinh phí học tập cũng như là kiếm thêm thu nhập đúng không? Vậy cho nên sau đây sẽ là một số những cái lưu ý để giúp cho các bạn có thể tìm được những công việc phù hợp nha. Cách tốt nhất để có thể tìm được công việc phù hợp đó chính là các bạn hãy tham gia vào những ngày hội việc làm của nhà trường hoặc là do hội sinh viên tổ chức. Còn nếu không thì các bạn nên đến tận nơi làm để xin việc. Và trong cái quá trình này, nếu như mà họ có yêu cầu bạn phải đóng một số những cái khoản phí không xác định á, thì các bạn nên cẩn thận nha, vì rất có thể đây sẽ là những công ty ma đó. Mình biết là các bạn trẻ hiện nay thì đều rất là giỏi và các bạn có thể tìm kiếm được cho mình những cái việc làm có mức thu nhập khá tốt ngay từ khi các bạn mới có năm nhất, năm hai. Nhưng mà các bạn cũng đừng vì vậy mà sao lãng việc học nha. Nếu như mà các bạn đang tìm kiếm cho mình những cái giải pháp để có thể tập trung hơn trong việc học thì sau đây sẽ là một số những gợi ý dành cho bạn. Và vừa rồi là những chia sẻ nhanh của Cafe Tech về những cái vấn đề cần lưu ý xoay quanh cuộc sống của sinh viên sau khi nhập học. Và nếu như các bạn có những thắc mắc gì thì có thể để lại bình luận cho Cafe Tech biết nha. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình Cafe Tech trong buổi sáng ngày hôm nay.
Thưa quý vị, mong rằng với những nội dung vừa rồi đã mang đến cho quý vị một nguồn năng lượng tích cực trong buổi sáng ngày hôm nay. Và đến đây thì chương trình Cà phê Tech xin phép được khép lại. Chương trình được phát sóng vào 7 giờ 55 phút sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 và được phát lại vào 7 giờ 10 phút sáng thứ ba trên kênh HTV7. Quý vị cũng đừng quên theo dõi chúng tôi trên các nền tảng số khác để cùng nhau lan tỏa những điều đổi mới tốt đẹp trong công nghệ. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.